Sáng nay ngày 22 tháng 6, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chính. Với sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức phục vụ bầu cử, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao đạt 99,9%, không có sai sót trong tổ chức bầu cử. Nhất là ghi nhận sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo với công tác bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử được giữ vững, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và các vấn đề liên quan đến bầu cử. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá rất cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử và sự đồng tình ủng hộ của cử tri và nhân dân thành phố trong công tác tổ chức bầu cử. Đồng thời nhấn mạnh đây cũng chính là bài học kinh nghiệm rất quan trọng, là yếu tố quyết định làm nên sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng. Tôi chỉ xin nhấn mạnh một cái bài học, đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung, sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt là sự tin tưởng, đồng thuận, ý thức trách nhiệm của người dân, sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cuộc bầu cử là yếu tố quyết định và đảm bảo chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, bên cạnh các kết quả đạt được, các đơn vị cũng cần nhìn nhận những hạn chế trong công tác tổ chức bầu cử, đồng thời đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sau bầu cử, củng cố kiện toàn nhân sự, xây dựng quy chế làm việc trước ngày 1 tháng 7 sắp tới, thời điểm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố là chỉ đạo kiện toàn nhân sự Ủy ban nhân dân các cấp trước cái thời điểm 1 tháng 7 và xây dựng cái quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận phường theo cái quy định tại nghị quyết 119 cũng như là nghị định 34. Rồi tiến hành cái việc phân cấp ủy quyền gắn với trách nhiệm của địa phương trên các lĩnh vực. Rồi vấn đề quan tâm bố trí công tác cho các chức danh chuyên trách Hội đồng nhân dân các quận sau khi không tổ chức Hội đồng nhân dân quận và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. Dịp này, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vinh dự nhận bằng khen cho tập thể tiêu biểu và cá nhân tiêu biểu vì đã có đóng góp tích cực cho công tác bầu cử trên địa bàn thành phố.